trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV và sau đây là phần tin địa phương với những bản tin chính sau đây. California ra lệnh tất cả các nhân viên y tế phải chích ngừa COVID-19 trước ngày 30 tháng 9. Lá thư cảm động của người vợ ở Orange County có chồng chết vì COVID-19. Bà Margaret Võ tuyên thệ nhậm chức giám đốc tại chánh NASA. Và sau đây là thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin địa phương. Hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 8, Bộ Y tế Công cộng California đã yêu cầu tất cả nhân viên y tế, khoảng 2.2 triệu người, phải được chích ngừa đầy đủ trước ngày 30 tháng 9, vì tiểu bang đông dân nhất này đang thất thế trong cuộc chiến chống lại các ca nhiễm mới của một biến thể coronavirus nguy hiểm hơn. Lệnh do Bộ Y tế Công cộng California ban hành khác với những gì Thống đốc Gavin Newsom nói vào tháng trước khi ông tuyên bố rằng các nhân viên y tế sẽ được lựa chọn hoặc là chích ngừa hoặc là đi kiểm tra hàng tuần. Bây giờ, lệnh này không cho nhân viên y tế lựa chọn nữa, mà tất cả phải được chích ngừa đầy đủ vào cuối tháng 9. Ngoại trừ những người từ chối vaccine vì tín ngưỡng tôn giáo hoặc là những người không thể tiêm chủng với lý do y tế, thì mới đủ điều kiện được hỗ trợ bởi một ghi chú có chữ ký của một chuyên gia y tế được cấp phép. Hiện nay, mỗi ngày, California có thêm trung bình 18.3 ca COVID-19 trên 100.000 dân, hầu hết là do biến thể Delta. Và đến nay, khoảng 63% cư dân California 12 tuổi trở lên chích ngừa đủ liều và 10% thì chích ít nhất một mũi. Bác sĩ Thomas Aragon, Giám đốc Bộ Y tế Công cộng California cho hay, trong số những ca dương tính mới, số nhân viên y tế nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, bất chấp nhóm này được ưu tiên chích ngừa ngay từ khi có vaccine. Và thưa quý vị, một phụ nữ ở quận Cam đang cầu xin công chúng hãy nên đi chích ngừa sau khi người chồng khỏe mạnh của bà vừa qua đời vì COVID-19 sau 23 ngày nằm viện và 22 ngày hôn mê thở máy. Bà Ashley Richards cho biết lời cuối cùng của người chồng 46 tuổi của bà nói với các y tá rằng trước khi ông được đưa vào máy thở là ông ước rằng mình đã được chích ngừa COVID-19. Theo lời của Richards, chồng bà cao 6'9" và trước đây hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng sau khi nhiễm Delta variant, ông đã bị đột quỵ 2 lần và suy yếu nội tạng. Trước cái chết của chồng, bà Richards đã viết một bức thư đăng lên mạng xã hội kêu gọi mọi người hãy đi chích ngừa. Trong thư, bà viết, chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là bất khả chiến bại. Chúng tôi nghĩ mình còn trẻ và khỏe mạnh, nên nếu có nhiễm virus, chúng tôi sẽ bị ốm một chút rồi lại sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường. Chúng tôi tin vào hệ thống miễn dịch của chính mình và cố chấp phớt lờ vào những lời cảnh báo. Bà còn viết tiếp, tôi đã đến bệnh viện mỗi ngày kể từ ngày 4 tháng 7. Trước mắt tôi, một người chồng trẻ, khỏe mạnh, cao lớn, dũng cảm và thông minh của tôi đã bị tiêu diệt bởi COVID-19. Nó chiếm lấy phổi của anh ấy, phá hủy thận của anh ấy và gây ra các cục máu đông dẫn đến một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn anh ấy, nghe bác sĩ và y tá nói rằng những sự thật khủng khiếp về tình trạng của anh ấy. Trái tim tôi tan nát từng giây và từng ngày. Tôi đã không ngừng suy nghĩ liệu tôi có bao giờ lấy lại được tình yêu của mình hay không? Liệu người đàn ông sẽ quay lại với tôi là ai? Thật không thể tin được rằng từ lúc chúng tôi có thể đi bơi cùng với cá mập đến lúc anh ấy rơi vào tình trạng nguy kịch trên giường bệnh chỉ trong tích tắc. Không có cách nào để bạn chuẩn bị cho thực tế khủng khiếp này.
Không có cách nào để bạn thực sự hiểu được nỗi đau của cuộc sống hàng ngày mà chúng tôi trải qua và giờ đây là sự mất mát của tôi. Nhưng có một cách để bạn có thể ngăn chặn nó và có một cách mà bạn có thể cứu người khác thoát khỏi nỗi đau này. Đó là hãy ngừng tỏ ra xem thường về vaccine và chỉ cần bắt đầu làm điều đó. Và nếu điều đó không thuyết phục được bạn, chỉ cần bạn biết rằng một trong những câu nói cuối cùng của chồng tôi trước khi anh ấy hôn mê là anh ấy rất hối hận vì đã không chịu chích ngừa. Và người phụ nữ này không phải là người đầu tiên viết ra những cái tâm thư như thế này. Trong suốt hơn một năm rưỡi qua đã có rất là nhiều người hấp hối trên giường bệnh, chia sẻ những cái suy nghĩ tận đáy lòng. Cũng chỉ mong là mọi người, những ai còn hoài nghi, còn do dự về vaccine COVID-19, hãy đến trung tâm y tế gần nhất để bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng. Và tiếp theo phần tin địa phương, một nữ sinh viên bị bỏ thuốc và bị hãm hiếp sau khi đi uống rượu ở Fullerton vào tối Chủ nhật 1 tháng 8. Theo đài Fox 11, nạn nhân là cô Samantha Velasquez, 22 tuổi. Hôm đó, cô đi ăn với bạn bè tại nhà hàng và quán rượu GP23 ở trung tâm Fullerton. Cô kể hôm đó mình đi uống rượu với người quen của bạn và gặp thêm một số người không hề quen biết. Có hai cô gái đưa cho cô mấy ly rượu của một người đàn ông mua cho và cô đã uống mà không suy nghĩ gì. Sau khi uống rượu, cô ra nhảy múa với đám đông, rồi sau đó không nhớ gì hết. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong tòa nhà đậu xe của trạm xe lửa Metro. Trước đó, trên người cô có nhiều vết bầm, quần legging thì bị xé và mất hết mọi đồ dùng cá nhân mang theo. Khi về đến nhà ở Diamond Bar, mẹ cô đã khuyên con gái nên đi báo cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát cho biết cô Samantha đã bị hãm hiếp sau khi xét nghiệm và có người đã bỏ thuốc cho cô ở quán rượu. Sở cảnh sát Fullerton cho biết là đang điều tra sự việc này. Và thưa quý vị, thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiểu bang Massachusetts hôm thứ Năm đã cho biết rằng ông Huỳnh Thanh Phú, 33 tuổi, từng sống tại thị xã Springfield, đã nhận tội trước tòa án vào hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021, vì việc ông đã tham dự một vụ kết hôn giả mạo nhằm mục đích đưa một người phụ nữ từ Việt Nam qua Mỹ. Ông Huỳnh Thanh Phú nhận 3 tội gồm gian lận luật di trú, có âm mưu gian lận và khai man. Hồ sơ truy tố cho biết là vào khoảng ngày 28 tháng 9 năm 2013, ông Phú đã làm một đám cưới với một phụ nữ tại Việt Nam. Cuộc điều tra cho thấy, sau khi làm đám cưới thì hai người không hề sống chung với nhau một ngày nào. Đến khoảng một thời gian cuối năm 2013, đầu năm 2014, có người đã trả cho Huỳnh Thanh Phú một món tiền mặt lên tới là 20.000 Mỹ Kim. Đó là tiền thù lao cho việc anh nhận kết hôn giả với mục đích đưa phụ nữ này qua Mỹ. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2013, Phú đã khai man với cơ quan di trú USCIS rằng người phụ nữ kia là vợ của anh. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, Phú tiếp tục khai man với một viên chức của cơ quan USCIS cung cấp một số thông tin không hề chính xác, kể cả việc anh và người phụ nữ đó từng nói chuyện với nhau qua điện thoại hầu như là mỗi ngày. Án tối đa dành cho tội âm mưu và khai man là 5 năm tù, cộng thêm 3 năm giám sát và tiền phạt là 250.000 Mỹ Kim. Án tối đa cho tội gian lận di trú là 10 năm tù, thêm 3 năm giám sát và tiền phạt là 250.000 Mỹ Kim. Tin cho biết Huỳnh Thanh Phú bị truy tố vào tháng 10 năm 2019. Anh sẽ bị tuyên án vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. Và thông tin cuối trong phần tin địa phương. Thông cáo báo chí từ Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA, cho hay bà Margaret Võ Sâu, một phụ nữ gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt, vừa tuyên thệ nhậm chức giám đốc tài chính vào hôm thứ Tư, 4 tháng 8. Theo thông cáo, trong buổi lễ nhậm chức, bên cạnh vinh hạnh được Tổng giám đốc Bill Nelson làm lễ tuyên thệ, bà Margaret cũng cảm ơn Tổng thống Joe Biden đã cho bà cơ hội giám sát ngân sách NASA và giúp thực hiện những sứ mệnh đột phá của cơ quan này. Bà Margaret nói, ngân sách NASA không chỉ là quản trị tài chính mà còn hệ trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ nhân viên tài năng nhất thế giới và duy trì hỗ trợ sứ mệnh. Bà nói thêm, là người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên, tôi rất vinh hạnh được tham gia chính quyền Biden-Harris và phục vụ đất nước đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tôi hết lòng cảm ơn cha mẹ tôi, người Việt tị nạn,
đã vượt qua muôn vàn khó khăn để con cái có thể theo đuổi giấc mơ Mỹ. Nếu không có những hy sinh của cha mẹ, tôi không thể có mặt ở đây hôm nay. Theo NASA, bà Margaret Võ Jones là giới chức lâu năm thuộc hàng lãnh đạo cao cấp của chính phủ. Trong thập niên qua, bà đã giữ nhiều chức vụ chỉ huy trong cả lĩnh vực tài chính lẫn điều hành hoạt động. Tại Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng, bà từng là giám đốc điều hành trong văn phòng Thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng, đặc trách nghiên cứu và kỹ thuật, nơi bà trông coi ngân sách trị giá nhiều tỷ đô la. Bà cũng được trao tặng nhiều bằng khen vì đóng góp xuất sắc cho công việc. Bà Margaret Võ Jones sinh ra ở Michigan, lớn lên ở vùng Nam California. Bà có bằng cử nhân về khoa học, kỹ thuật và xã hội, cũng như là về văn chương Anh từ Đại học Stanford University và bằng cao học về quản trị khoa học và kỹ thuật, cũng từ Đại học Stanford University. Thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình tin tức tổng hợp trong ngày cùng với Vi Anh và Thanh Tâm. Xin kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV để theo dõi chương trình thời sự trong tuần. Vi Anh và Thanh Tâm một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.